Mọi chuyện mà chúng ta nhìn thấy đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta được giao phó cho một công việc, sứ mệnh, trọng trách nào đó vượt quá ngưỡng hiểu biết và năng lực của mình. Mọi việc bỗng dưng rối loạn vì những điều mà chúng ta sắp phải thực hiện đó thực sự quá khó và không dễ để hoàn thành. Nhưng có đi qua những lần khó khăn như thế tôi mới hiểu. Mọi chuyện trên đời vốn dĩ chẳng có gì là dễ dàng cho đến khi tất cả mọi thứ đều đã được xong xuôi và hoàn thiện. Không một nhìn thấy các em thực tập sinh vất vả ngày đêm để học việc. Minh hiện là phụ trách truyền thông tại một công ty lớn ở Hà Nội, lại nhìn thấy đâu đó hình ảnh của chính mình 5 năm trở về trước, khi đó Minh vừa mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng của giảng đường đại học. Môi trường thầy cô, bạn bè vốn thân quen kể từ đây sẽ được thay thế bằng môi trường công sở đầy tính năng động, được nghe kể nhiều, xem nhiều và đã dành ra một khoảng thời gian cũng đủ dài để có thể sớm thích nghi được với môi trường công sở, nhưng Minh vẫn thực sự hơi choáng vì khối lượng công việc ban đầu được giao. Dù mới chỉ là thực tập sinh, nhưng do tính chất công việc lớn, kèm với đó là môi trường có tính cạnh tranh cực kỳ gắt gao nên Minh tự ý thức được rằng hoặc là cố gắng hết mình để trụ lại, hoặc là đánh rơi tương lai kể từ đây. Cũng chính vì lý do đó mà Minh luôn tự nhắc mình phấn đấu qua từng đầu việc nhỏ nhất, từ những công việc đơn giản như nghiên cứu các đề tài cho chiến dịch truyền thông của năm trước, tìm hiểu xem đối tượng của mình thích dạng văn ra sao, đến những đầu việc khó hơn là nghiên cứu hành vi thị trường và dự báo điều gì sẽ là xu thế để đón đầu cho sản phẩm mới. Tất cả những thứ đó, dẫu là có khó khăn nhưng Minh vẫn luôn đảm nhiệm rất tốt, và vị trí phụ trách truyền thông hiện tại là phần tưởng thưởng xứng đáng cho những ngày tháng nỗ lực không biết mệt mỏi ấy. Chứng kiến sự vất vả ở giai đoạn đầu đời khi bước chân ra khỏi môi trường đại học, hơn ai hết Minh hiểu được những nỗi lòng ấy. Mọi chuyện hiện tại mà các em thực tập sinh trông thấy bây giờ đều thực sự quá sức và nhìn có vẻ bất khả thi. Nhưng nếu như đủ kiên trì và quyết tâm thì mỗi khi nó được hoàn thành thì sẽ lại là động lực, kinh nghiệm và là cả sự dễ dàng cho những lần kế tiếp. 02. Công hiện đang là một kỹ sư xây dựng có tên tuổi. Những công trình của cậu ấy hiện đang có sức hút rất lớn. Không chỉ riêng với những nhà chuyên môn, mà ngay cả những người yêu và thích thưởng thức cái đẹp cũng mong ước có được riêng cho mình một bản thiết kế do chính tay công vẽ lên. Nhưng mấy ai có thể biết được, để có được một sự nghiệp viên mãn như ở thời điểm hiện tại thì trước đó, Công còn đang mải mê vật lộn với chính niềm đam mê của mình. Bởi xuất phát điểm ban đầu của Công chỉ đơn thuần là một người yêu thích và đam mê vẽ. Những tác phẩm ra đời trước đó của Công vốn đều được sinh ra dựa trên nguồn cảm hứng, chứ không hề dựa trên bất cứ một số liệu khoa học kỹ thuật nào cụ thể cả, hay nói như cái cách mà Công chia sẻ đó là một niềm đam mê hoang dại, phóng khoáng mà chẳng cần bị bó buộc vào bất cứ một quy chuẩn cụ thể nào. Cho đến khi Công bước chân vào môi trường đại học, giáo trình về môn vẽ bắt đầu được xếp dày hơn, số liệu kỹ thuật, tỷ lệ chi tiết, nó khiến Công bỗng trở nên ngạt thở. Từ một người vốn quen với sự phóng khoáng không ưa tính nguyên tắc, đến hiện tại mọi tác phẩm trước khi cho ra đời đều phải đo ni đóng giày thật cẩn thận, bởi chỉ cần sai lệch một chút số liệu trên thiết kế thì sẽ nhận hậu quả khó lường khi áp dụng vào trong quá trình thi công. Trong phút chốc, Công bỗng trở nên chán trường. Đã từng có lúc cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ chẳng theo đuổi nổi hết 5 năm học ở môi trường này vì hiện tại mọi thứ với cậu ấy khó khăn quá, và quả thực nếu như ngày đó Công dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng ký thỏa hiệp với bản thân để trở về sống với đúng niềm đam mê hoang dại của chính mình thì ngày nay đã chẳng có sự tồn tại của một kỹ sư xây dựng có tiếng tăm và thành đạt đến như vậy. Nếu bạn không làm thì lẽ dĩ nhiên mọi chuyện bạn nhìn thấy tất cả đều là sự bất khả thi. Nhưng khi bạn đủ sự chân thành để hoàn thiện nó, cái ý niệm ban đầu bỗng nhiên sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại ở trong tâm trí bạn nữa. Vì thế, trong cuộc sống dù nhiều lúc có gặp phải những khó khăn hay trắc trở, bạn hãy luôn vững tin, làm hết mình để đưa mọi thứ trở nên toàn diện nhất. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.